Chào các cô chú anh chị thân mến. Thì sáng sớm thì xe vô được á, xe nhỏ vô được, em không sao đâu. Để... Không, em chạy từ từ qua không sao đâu ha, xe đó được. Qua xong mình đi ra đâu gì đâu. Nó đã bể sẵn rồi, bữa đập bỏ cầu luôn rồi. Mua mấy cái đồ với đứa em nó giao. Nó sợ không dám qua cầu, nhưng mà cây cầu nó bể sẵn rồi, không sao đâu, qua rồi nữa gì nữa. Không qua hoài. Ừ, qua hoài, cái cầu đó bỏ rồi, nó ơi, mốt làm đường đây đây. Được em chạy được không sao đâu, xe ta chạy chặt cho tư qua hoài. Được mà hả Năm? Không. Được không? Được mà. Xe là nhẹ, không sao đâu. Ừ. Được không? Được không? Còn được thì mình chở vô, được không? Bình thường xe chở cho tư nó qua được đó. Rồi. Rồi. Rồi, tới luôn được, tới luôn được. Sập lại rồi, sập lại, cái gì sập lại em. Đưa 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 kia cho cái bánh sau á. Rồi. Tới rồi. Rồi rồi rồi, qua luôn bay, qua luôn bay. Rồi, qua luôn, rồi. Rồi đúng rồi, đúng rồi, qua luôn. Rồi, rồi. Tới trước đây à. Được, được, được. Ghe ra là khỏe rồi. Dạ. Rồi tới luôn, khu này là khỏe rồi, khu này chạy thoải mái, cá gì. Để đây luôn, khỏi vô đâu, đây luôn đây em ơi, ở đây luôn đây, để đây luôn đây. Ở đây luôn đây, khỏi vô đâu. Ồ, đây hoài, wow, một đống này là ngon lành này. Nhưng mà khi ra ra là khỏe rồi. Ăn rồi muốn chết luôn. Cái cầu ấy ghê quá. Không, tại vì mình chở ít thì không sao. Với mình chở một chuyến rồi ra. Vài bữa cái cây cầu đó dở bỏ làm lộ khác rồi. Mở ra con, mở ra con, mở ra con. Ừ. Cái này biết không? Biết mà. Xe qua tới nơi. Không phải xe đâu. Không, cái xe này xe nhỏ mà không sao đâu. Đây cũng quen quen không à. Đây, như cái chơi em. Thì, dạ, nó căng, cái này căng lại cho anh dễ. Em có, em căng xuống nè. Rồi, căng lại giùm cho anh đi ha, cho dễ. Dạ. Thôi, tính nhiều, tính nhiều. Tất cả bơ 40, 40 với 20 ha. Thì anh dặn 40 với 20 đó. Anh dặn 20 rồi, dạ. Rồi. Rồi em, căng rồi, em, nhiều, em bây giờ căng xong để cái gì rồi mà đem xuống thả luôn bây giờ luôn. Thả luôn hả? Rồi, bây giờ em ra em coi đi. Coi, cái kìa. Đã ha, trời phải rồi. Ngày cha mẹ bươn chải thì con cái phải đi theo luôn rồi. Giờ chứ ai giữ giờ hả? Tập lấy từ từ. Tập lấy từ từ. Quen ha, mấy đứa nhỏ này cũng dễ dễ á. Rồi. Cá tốt quá, cá tốt quá. Cá này là kỹ lắm rồi. Câu cá tốt. Cái này kỹ lắm. Với em gọng nhiều sọt nè. Em dùng rồi sọt thì nó dạ. Không có bị. Không có mấy con lớn cái này. Ok. Cái này con. Nhóc nhóc luôn, nhóc luôn. Chị con. Bán rồi, cái này là bán lũ vốn rồi cho.
Rồi. Cái bự nó mạnh lắm, mấy cái nó tốt tốt không? Cái này nó mạnh lắm à. Cứ không chịu rồi, lóc cứng. À, vậy đó. Cái này rộng có nhiêu luôn á. Rồi, rồi. Không, cố gắng cộng nhiêu đó. Không, cá này đẹp, quá đẹp. Cá trên này quá trời đẹp. Con nào nấy rút kinh nghiệm. Mất được luôn. Rút kinh nghiệm. Con này. Ừ. Thôi đi ta. Bỏ vào căng ha. Ừ. Giờ căng 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 đi. Căng nào trước căng đi. Bây giờ căng căng căng. Cái nào rồi bỏ cá vô chung. Bỏ vô chung hết đi. À cá là cá lóc bỏ chung chân đây. Ờ. Căng cá lóc trước, cá lóc trước rồi bỏ sò. Bữa nay cái chợ giờ đây luôn, chợ khá giờ luôn. Chợ bé này chứ. Trời ơi, bởi vì cha mẹ mới làm ăn khá đấy con. Chứ neo hoài, khó, sao cha mẹ rảnh làm ăn. Này gái mà ha. Trắng. 46 này là còn 41 nè. Ừ. Căng chung sọt nhiều đi. Căng chung sọt đi. Thả vô thả dưới sông mấy con. Phóng sinh mấy con. Thả vô hồ. 7 kg nè. Mấy rưỡi còn 7 kg à. Rồi. Phóng sinh đó. Phóng sinh. Lùm vô à. Để gỗ lên. Cần lóc trước em ha. Lóc trước đi. Lóc là lóc nhốt riêng, cá chê lóc riêng để khỏi đâm nhau ha. Để lên đổ nước qua đây. Anh có không ha, cái này đâu có sao đâu, anh bắt anh phải thấy là đổ nước qua cho cái này thích lưới mà. Lưới rồi có đâu sao đâu. Mình gặp ít gì mà chất lượng ha. Ờ, chất lượng nó không ngọt. Đây là ngồi em không có kết nhiều với thằng mà cùng chung nhiều quá. Không rồi, không có lóc ít mà. Không có lóc ít. Tức là 10 ký 2 nè. 10 ký 2 là còn 9 ký 7. Ba bắt 10 ký rưỡi rồi, còn 10 ký là 17 ký rồi. Ừ, ba bắt cho chẳng đi, bắt cho chẳng đi em đi nhớ. Cho chẳng 10 ký. Ừ, đúng rồi, vậy anh tiền cái kia 7 ký. Đó, vậy cho chẳng nè. Rồi đây 17 kg đó, dọn gọn nè. Vô sọc mới không hay là sọc ở dưới nó cũng hơi rộng phải không? Rồi nó còn rộng nữa, nó chăm nó vô thêm. Rồi 17 kg cá lóc rồi đó. Đổ dưới cho đầy. Thôi dài chút xíu cũng sao đâu, tại chút xíu anh đi thả rồi. Thả liền luôn nó cho nó cá nó được có khỏe. Chứ không để qua đêm là thua. Con cá này khỏe lắm rồi. Ừ. Bao nhiêu đi liền mà phải không? Bao nhiêu đi liền luôn. Có cái bữa đầu, cái đợt đầu mua của tụi em đem về á. Ơi, không biết coi, không biết rộng á. Ừ, về nó cũng ngọt, cũng mới. Nhiều không? Chết nhiều không? Ủa, anh cũng không nhớ, nó cũng ngọt mới. Được rồi. Hai cái ngọt. Rồi hai cái đó mình chăm qua hai cái sọt đây ha. Ừ. Nó gọn gọn. Rồi đã chung luôn. Rồi, là hết cá lóc phải không em? Hết rồi. 24,5 kg. Có chung được không? Dạ được. Nó còn không? Liền không sao đâu ha. Rồi 24,5 kg cá lóc.
Rồi tới cá chê phải không em? Ừ, mấy con ngọt ngọt chụp ra cho anh. Đúng, không phải yếu mới ngọt ha. Cái sân mình. Chê trắng mới là khó gọng nhất á. Còn đó mày, còn nó hình như nó ngọt ngọt cái gì ngọt không? Không. Nó mạnh lên được tại. Tại sao không? Gọng nhiều quá nó gai cái đâm với nhau nó chì á. Cái ở đây hỏi em coi có con nào đấy. 7 ký. Cầm 7 kg, đổ vô 7 kg chê. Nãy nhiêu cá lóc? 24 kg rưỡi. Rồi nhớ nha, nhớ rồi tính tiền. Nước vào nước miếng không? Ở đây nước miếng nè. Ở nhà đây, cái đây là nước miếng. Nước, lấy nước, lấy nước hồi rộng quá. Bỏ nước uổng. Ủa thì còn nhà em? Thì về hay còn nhà? Cô thấy cái sông theo dòng sông này. Là ngã tư á, nhưng mà 7 kg. Thêm cho đủ 7 kg thì về để vậy mình cộng nó dễ khỏi lu bu. Nãy quên chắc cái này ra bớt nước nhiều quá. Nước nhiều quá dốc nó lên. Vô kết thì thả. Vô kết thì chứ cái ngày xuống đó khó. Vô kết cũng được đó. Vô kết thì đổ nước cho 2 kết này đi rồi. Vô 3 kết. Cái chê vô 3 kết đi. Cái chê vô 3 kết đi ha. Có đó 2 kết thì chê 3 kết. Đã ha, dễ đó, dễ ha. Trắng tinh đã. Trên này 10 kg nó là nhiêu rồi? 24 kg. Hả? 24 kg. 24 kg. 24, 7, 7, xe về lại ha. Cái nó lại chút rồi. 6 kg là 30 kg.
30 kg tre đó hả? Dạ. Với cộng sọt có hết. Được 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 phải rồi, đi mấy phải rồi, cả chứ mới xuống thấy mấy con này phải. Rồi em coi tính tiền coi như sao nhiêu anh. À để em dọn lại cái này. Dẹp đi, dọn dẹp cho gọn gọn lên đi. Ba triệu 500 ngàn. Dạ. Em ơi, 3.500.000. Rồi, giao con lại hả? Giao con lại mới trả tiền. Ba triệu rưỡi mua, mua nhỏ luôn đây đồ. Tên... dễ thương ha. Hết nè. Xong rồi, cái gì? Vậy là anh mượn em 50 sọt ha. Rồi anh có đi chợ anh chạy ghé để trả cho. Chắc là đêm nên nó 5 cái chắc cả nên chồng rồi sau mình chạy. Chở được thì chở, còn mấy chở được 2-3 cái rồi chở thôi, nào có ra nữa chở nữa cũng được. Rồi vậy ha, không vậy gấp không gấp đâu phải không? Rồi rồi. Rồi. Đây đây anh cũng đi chợ đó hoài à, thường xuyên đi chợ Sóc Trăng đó. Rồi đủ không em? Rồi cảm ơn hai chồng nha. Giờ, bây giờ em trồng cách nào mà cho nó dưới cái hàng lưới nó nằm trên. Đúng không? Đây đây. Đây đây. Đây đây. Đưa ghe luôn hả? Đưa ghe luôn đi. Xe chờ đưa ghe xuống anh giùm ha. Dạ dạ. Ghe chơi. Ghe lại lòng luôn, thẳng luôn. Dễ thôi, hơi mệt. Rồi nó đi ra. Dạ, để anh lên cho. Con trai bắt giùm kìa, bắt con cá vô giùm đó. Nghĩa à, lên con chọt chân cái không được. Không biết lỗi á. Lên con Nghĩa, con xuống dưới. Chú Kiệt chưa đi đâu. Nghĩa, em lên con. Vậy thì sao không chắc? Đi chỗ nào vắng thì mình thả dài 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 dài. Lên con thôi đó được. Ok, cũng thường nó xíu đi. Về đi vòng vòng chơi cũng vui đó. Ừ. Thấy chồng gao rồi, thấy không đi chơi. Ờ, cơm này mưa, nắng quá không có chồng luôn, trước chồng ngốc luôn. Dạ, thấy gặp trời quá. Ừ. Nè, không có thấu sợ buồn. Ở đây gì yên tĩnh, ở ngoài quá như mệt chứ đó. Ngã tại Sóc Trăng luôn hả? Dạ.
Mà ngoài trời nhỏ không có cái gì mà trồng vậy được vậy. Ừ. Ngoài các đá tất vàng dễ gì được trồng rau trồng đậu gì thấy. Thoải mái. Ừ. Rồi bán cho mày về chưa? Em chiều mới bán. Ờ bán chiều hả? Dạ. Đó, đi ba. Hả? Đó là bên này xuống là xỉu à. Đổ qua cái lụm vô đã luôn à. Nó dễ dẫn. Nó đi bán với em hồi tháng mấy tới giờ rồi. Con dễ, vậy làm ăn nó dễ. Dạ. Khó đeo không, khổ làm ăn luôn. Cái này ve, ve lùi luôn rồi, chứ đúng đâu có thẳng. Được không? Móc đứt ra đây rồi, qua lại cái này. Ừ. Xe này cục đòn. Xe này nó xíu à dễ. Cái xe cầu đó nó cũng muốn hư rồi, trời ơi, nó có tống như ngoài không ba. Muốn mũ quá. Không mũ đứt kia cho nó thoát nước, mình lắp cắt luôn, được không? Hả? Vậy cô chú chị ơi, thì hôm nay mình cũng thả cá lần thứ ba. Này giờ mình nhà chừng nhà rồi, giờ mình đi với hai cháu ở xóm. Thì hôm nay cái lượng cá thì cũng nhiều hơn mọi khi. Thì hôm nay thì con cũng xin thay mặt cho gia đình của cậu Nguyễn Thu Hiền, pháp danh Chánh Chí Giải, thì được sự tin yêu và tin tưởng của mợ thì có gửi về cho con một số tiền. Thì con đã thả cá, lần này là lần thứ ba rồi. Thì cái lượt này thì nhiều gấp đôi mấy lần trước. Những con cá này là được lựa chọn từ những con cá rất là khỏe mạnh, cá đồng, để thả trở về với thiên nhiên, trở về với cuộc sống thủy sinh của họ nhà cá. Mong cho trời Phật ở trên là phù hộ và ghi nhận cái công đức này cho gia đình của cậu Nguyễn Thu Hiền, pháp danh Chánh Chí Giải, cho mợ được mạnh dỗi, làm ăn suôn sẻ, vạn sự như ý, và cho cậu được thanh thản và an nhàn. Thì con thì cũng không có biết gian giá gì hơn ngoài những cái lời này, tại vì nào giờ con cũng chưa có từng được mà ai chỉ cách để cúng giá với thả cá như thế nào. Con nghĩ sao con nói vậy. Bây giờ thì hôm nay thì con có nhờ hai cháu chạy ghe phụ con để con thả con cá này, thả từ từ chứ không có thả một đồng loạt cái một, tránh tình trạng người ta phát hiện người ta sẽ bắt tụi nó lại. Cá này rất là mạnh. Có một số cô chú anh chị hỏi tại sao mà không ra sông lớn thả, thì mình cũng xin nói là chiếc ghe này là không có qua sông lớn được, tại vì chạy tới sông lớn là mất khoảng một ngày. Ở đây chủ yếu là kinh gạch là nhiều, chứ mình qua sông lớn là mình phải lại đúng con nước khi mà người ta mở cống mình mới qua được. Chứ bình thường những cái nước này thì ta đã đóng cống rồi, cho dù mình tới đó người ta cũng không cho mình qua sông lớn được đâu. Tại cái vùng này là cái vùng ngăn mặn, tháng này là tháng ngay mùa nước mặn, cho nên là người ta đóng cống, người ta không cho nước mặn tràn vào để ảnh hưởng cái việc đồng án vụ ba của bà con quê. Xin chào cô chú anh chị nha. Thì tới điểm này thì mình cũng phải thả cá cho vắng quá. Thì đầu tiên thì con xin được phép đại diện cho gia đình của cậu Thu Hiền, pháp danh Chánh Chí Giải ở Hoa Kỳ, đã nhận tiền con thả cá. Thì con nguyện cái công đức này thì trời Phật cũng tặng cái
và công việc mấy vấn đề của gia đình của cậu, của cha mẹ và gia đình luôn an khang thịnh vượng an lành, phù hộ cho cậu được an nhàn thanh thản. Về con thì cũng không biết nói sao, giờ con bắt đầu con thả cá. Bây giờ trước khi thả thì con nói là giờ cá ơi, hôm nay là gia đình của cậu Nguyễn Thu Hiền có danh chính quý giải á, có tâm phóng sanh vì cho bay về với thiên nhiên, trở với cuộc sống cái ngành thủy sinh xanh sôi đẩy nở con cá bầy gà bơi nhoi bơi nhanh bơi giỏi. Bữa nay cái lượng cá thì nhiều, nhiều mọi khi.
Hết chưa? Hết cái cành rồi chưa? Tưởng đâu nó phải chim đáy rồi. Đó, con bự thả con bự mới đã. Đi ra. Để lên. Con kia đâu? Đâu á? Gì? Con này đâm nhức lắm á. Con nhỏ nhỏ đâm nhức lắm, con lớn không thôi. Bắt cái con này nè. Bắt cái này. Bắt ba con đó ra coi. Và buổi thơ cá mình cũng đã thành công tốt đẹp rồi. Này đâm khên. Này vài bữa năm thì xúc căng mình trả cho người ta. Ôi ôi. Còn quá đi. Trời ơi giấu ra. Thả cho mày coi. Con bự. Bye bye. Bỏ luôn. Rồi, bỏ rồi hết rồi. Rồi bye bye. Thì con nói. Cắn rồi tôi nó mới công. Giật lắm á. Rồi, bye bye. Chị vô nghiên. Còn có lại hết. Bỏ miếng mốp đi con, bỏ mốp đi. À, buổi thả cá của mình hôm nay cũng đã thành công. Nãy thì có cái khúc đó thì nhà cũng vắng. Thì cũng như cô chú anh chị ơi, mình chỉ thả trong kinh gạch thôi nha, chứ mình không ra sông lớn được. Mình có không có phương tiện để ra tới sông lớn đâu. Tại vì nếu mà để ra tới sông lớn thì nhà đoạn đường nhà gia đình mình đi rất là khá xa. Nhưng bữa nay đi á, mà bây giờ vợ mình phải ở nhà coi nhà rồi. Cháu Thư hiện nay không có ở đây, cha rước về
dưới trời rồi. Rồi cũng như là con xin thay mặt cho toàn thể gia đình của con thì cảm ơn cô mợ đã phát tâm để tạo điều kiện cho con được cùng mợ làm những công việc thực sự là tốt, rất là tốt luôn. Yeah. Con xin kính chúc gia đình mợ luôn luôn ăn khang thịnh vượng, về sức khỏe. Và con cầu mong cho ơn trên độ trì cũng như là ghi nhận cái công đức này của gia đình của mợ, cũng như cho cậu Nguyễn Thu Hiền pháp danh chánh trí giải thì được an nhàn thanh thản. Và xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian quý báu xem clip của Mái Lá Tình Quê.